Trời ơi, Bibi khóc rồi chứ. Con ơi. Cái nào? Con ơi. Đó, vậy cho phần này qua đây. Con quá kỳ quá nó. Không đi nó, mấy đứa con nhắc nhắc mặt cái ghê quá. Chắc chị không có làm thiệt cho em nhiều đâu đấy. Em con làm đồng đồng, thầy thôi không cần sao đó. Ờ không sao, cái tới cái nhà anh Bảy nó ngồi, anh Bảy mới cắt luôn được. Em cần cái đó để mà anh có thể gửi qua luôn cả mấy cái poster để mà treo trên trên tiệm á, để mà quảng cáo cái sản phẩm đó. Tóc quá trời luôn. Dạ, tóc nó quá trời. Bỏ hết để gửi cho em không? Nó nói mừng. Nó ăn cắt tóc á. Nhớ ẩm đi chơi hoài với tóc mình đi ngay cả hết. Em quay qua đây đi. Tìm hiểu dạ. Thêm vô trong cái quán đây cho chị. Cần cái gì ở trong đó cũng có. Tự tin ra. Cô quay, why are you filming this? Y chang như ở Việt Nam. Y chang không? Y chang luôn. Còn mà sang hơn, bây giờ thì sang hơn. Thân tiêu, cảm ơn trực nha. Thiệt chứ bộ. Người sống vui vẻ là khỏe thì ơi. Đúng vậy. Kệ mình nụt. Ừ, cười. Kìa hai đi. Hai cười. Cười đi, cười đi. Lên vừa đang lên khí đó. Không đủ. Thôi. Đứng là cũng như là trưởng tộc rồi dành này. Nên anh tự đi, anh tự em bị vừa rồi một tim cách đây cũng mấy tháng nhưng mà anh... Thấy chưa? Chiều hôm cũng hẹn ở đây hết là đi một chút, còn 12 giờ rưỡi chị là mình về. Không biết cái gì rồi, còn ngoài thì chị ngoài, ngoài thì chị bên. Mà không biết cái ai đã trước. Đi quay ngoài chị ba đây. Ok, ba. Chị phà. Nhìn em tắm nè. There we go. Không, con quay phim. Đưa cho cậu bạn, cho em vô đây cho này. Không. Đưa cho cậu bạn đi. Cậu bạn, quay chậm cậu bạn. Cho chậm cho đây. Đẹp không á. Đặt tí rồi nó vô trong hạnh nha. Đó, đứng lại đó. Mấy quả kia cả mấy quả đi lên luôn. Vậy vậy thì đặt lên xịt đi vô trong lên lên hết quả quả rồi mấy người mâm quả đi lên tiếp lên. Mời ông bà, ông bà ba 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 người chú bảy, chú bảy thêm bảy mà bảo lên luôn ba hai ba em lên luôn
chú để cho quả đi đứng quay đây lại nha. Rồi, xin con đặng, anh đặng xuống dưới đứng ngay chính giữa giùm em. Có thể là mình cho quả nhanh chứ không ạ. Đưa đứa cô đồ nặng hơn nè. Ok nha. Rồi. Ôi nè, mừng quá nè, cười lên, there we go, that's good. Next one, cười lên nha. Hold on. Ok, tới nha, next one. Nãy này nặng không coi được mình. Ok, that's good. Đấy nè, đổi cái đầu không đổi. Ngu quá đổi. Chúc nha. That's good, thank you guys. Dạ. I bring these creatures. Như cái đó cho phụ vợ, phụ rể, phụ rể. Đưa vai cổ. Michael. Ok. All right. All you guys. Look at me. Look at me. Come on, jump in. There we go. Very good. Thank you. You guys can go in. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hai bên hai món chúng ta có thể bắt đầu chương trình lễ vu quy cho hai em Đặng và Mai. Thì để bắt đầu chương trình, tôi xin được mời vị đại diện họ Đằng trai có đôi lời tới họ Đằng gái. Xin mời bác Năm. Kính thưa tôi là bác của chú lễ. Vui hân hoan vui mừng để tới dự lễ cho cháu tôi và Mai ngày vui này để cho hai cháu được thành sâu bạc, một niềm hân hoan của gia đình chúng tôi hành được tới đây để biết gia đình bên gái đây là một niềm nỗi vinh hạnh của chúng tôi hân hoan chào mừng. Cảm ơn bác Tâm. Và bây giờ xin mời vị đại diện họ Đằng gái có đôi lời đáp từ tới họ Đằng trai. Xin chúng ta mà đến đây và trong chính lễ này thì do của hai cháu cha mẹ chúng ta cô bác thì là sắm ra thôi. Nếu bây giờ chúng con giờ đây chúng tôi sẽ mời cho cháu tôi ra để chào con bên hai họ và hai cháu nếu đồng ý đồng nhận và chứng minh những cái chứng lễ ngày hôm nay. Và cảm ơn bác truyền. Và bây giờ xin mời cô Vinh chuẩn bị dắt cháu Mai ra để trình diện với hai họ. Xin mời cô Vinh. Và bây giờ nếu mà Mai với lại Đặng có nhẫn thì trao cho nhau luôn đi. Chào bông trước đi Đặng. Chào bông trước. Yeah, right there. Thank you. Good. Băng xuống cho rồi. Bỏ xin bạc. Ok ok. Điều coi nhận sao không thì chắc chắn là chúng ta sẽ được chứ. Nhưng mà chúng ta sẽ được chứ. Nhưng mà chúng ta sẽ được chứ. Công hay công? Dạ.
Và kế tiếp tôi xin được đại diện cho Hạ Đằng Trai giới thiệu cùng toàn thể quý vị những người có mặt bên Hạ Đằng Trai ngày hôm nay. Chúng tôi có ông là bà Nguyễn Văn Minh, còn ba thì còn đang kẹt ở bên Việt Nam. Kế tiếp là anh Tân và chị Shannon cùng bé Sydney. Đến là anh rể sĩ bé Thảo. Anh sĩ tới từ Việt Nam, mới qua Việt Nam được có mấy ngày thôi. Và hai con còn kẹt bên Việt Nam. Rồi kế tiếp là anh Tuân và chị Diễm cùng hai con. Con đang lên cân. Và kế tiếp là hai bác truyền. Rồi cô chú Vinh. Và còn rất nhiều con của bác truyền ở chung quanh đây. Và cũng có con của cô chú Vinh, Thanh và Lam. Xin uống nước nhớ nguồn. Xin quý vị chúng ta cùng hướng về bàn thờ tổ tiên để chúng ta dâng lời cầu nguyện đến tổ tiên là những đấng đã sinh thành cho chúng ta. Hôm nay tôi cũng là đại diện của hội lời chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria, đời Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu. Bài chích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hiệu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó mình vì chúng ta. Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc thân thể mình, nhưng như hội thánh phục tùng Đức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhanh nhiêu hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính bản thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì ai không ghét thân xác mình bao giờ. Một vái để nhớ ơn tổ tiên. Kính thưa quý vị, lễ vật tiền nhân đây đã kết thúc. Và phần kế tiếp sẽ là phần mở quả. Mở luôn. Chúng tôi nhận thấy có quả trái cây gồm nho, táo và xoài. Năm quả. Rồi có bánh. Bánh mứt hả? Bánh cốm và bánh su xê. Có rượu và trà. Có câu. Có anh câu. Câu, chậu câu. Rồi chúng nhận thấy có hai con gà.
Mông xôi con gà. Hai con gà luôn. Mông xôi gà. Xôi gà. Xôi gà. Có xôi luôn. Có xôi luôn. Xôi gà. Con mỏ rất cay. Để dưới đó. Cay này cũng hay quen. Rồi, khay này thấy có vẻ tuy nhỏ nhưng mà rất là quan trọng bởi vì rất là nhiều có rượu, trà để mời bố mẹ hai bên và cũng có rất là nhiều vàng bạc ở chính giữa. Không mà không, không mà. Để đây. Và xin mời... con gái nên trao nhẫn trao dây cho con dâu mới. Tạm giúp má mở. Đôi vòng tem có vẻ hơi nặng á, đặc biệt hơn rồi. Và kế tiếp xin mời mẹ của cô dâu lên trao quà cho con gái và có trả lời nhắn nhủ của con gái. Mừng quá luôn rồi. Mẹ đây. Dạ, nhà má thay mặt cho ba và các em có tí quà cho con. Và chúc con đây là hai cái là phần hai đứa. Con thầy và mai. Trong lúc mà chúng mình đang cho quà với con gái á, thì chồng cũng đang ở Việt Nam, chúng mình cũng đang theo dõi qua webcam. Ba nghe ba.
thì về tới bây giờ má không có giờ má không biết nói cái gì hơn là chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Trước hết là con sẽ sống làm dâu Thảo và vợ Hiền và ráng nghe lời ba mẹ chồng và anh em bên chồng, tất cả ráng lo chu đáo cho bốn phần chồng con thôi. Kế tiếp xin hai em rót rượu để báo có rượu chồng hay là cái gì bảo thai Rồi bây giờ đến phần trao quà cho cô dâu và chú rể. Tôi xin mời ông bà Quân Vân đảm bố mẹ chú rể. Mai mai đúng rồi. Chồng nói giờ nghe nói là cái này là bạn mẹ ở chùa gửi cho con, cho là mấy cậu mấy gì ở bên Việt Nam, bác hai đầu năm cậu tư Lên chúc mừng cũng được. Gửi lời chúc mừng hai cháu này, hai cháu là bạn tốt, đã có ông của bạn cho là chúc mừng. Kế tiếp xin mời chị Út. Chào mừng.
cảm ơn nhiều.